Thưa cô, ở đây ghi là cô sinh năm 1908. Nghĩa là cô đã 42 tuổi. Không sao. Anne Lloyd sinh ra vào ngày 1 tháng 1 năm 1908. Nhiều năm sau đó, cô có một gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng đêm mùa đông định mệnh năm 1935 đó đã thay đổi số phận của Anne Lloyd mãi mãi. Vào thời khắc định mệnh ấy, một phép màu đã xảy ra. Anne Lloyd thoát khỏi sự tàn phá của thời gian. Cô không còn già đi nữa. Chúng tôi có vài điều muốn hỏi cô Bowman. Lần tới mẹ sẽ gặp lại con với một thân phận khác. Mẹ sẽ luôn là mẹ của con và con sẽ luôn là con gái của mẹ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Trông cháu y hệt một người bạn cũ của ta. Chúng ta đã từng rất thân thiết. Mẹ có nhớ cảm giác được yêu thương ai đó không? Nó rất khác khi không thể già đi cùng nhau. Tình yêu đó chỉ khiến ta đau đớn. Tôi là Alex. Hân hạnh được gặp cô. Tôi sẽ đợi cùng cô. Cảm ơn, tôi tự lo được. Khoan, làm sao để liên lạc với cô? Lần đầu thấy em, anh cảm thấy phải gặp lại em. Không biết là khi nào hay như thế nào, nhưng anh biết anh sẽ gặp được em. Sao có thể như vậy? Em đã tồn tại suốt bao nhiêu năm, nhưng đó thậm chí còn chẳng phải là cuộc sống nữa. Em không biết nữa. Làm ơn hãy nói với em điều gì đó để em chẳng bao giờ có thể buông tay đi. Buông tay đi. Em đã trốn chạy quá lâu. Em không biết phải làm sao để dừng lại. Cùng đón xem bộ phim Cuộc đời Anne Lloyd trên kênh HBO.